Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tháo thử bạn xem cấu tạo bên trong của cái cục kích điện cục inverter 12V DC ra 220V AC, công suất là 300W. Đây là cái dòng kích điện giá rẻ đây. Bạn thấy thiết kế rất là nhỏ gọn, trong hộp nhỏ và chỉ bằng cái bàn tay của bạn thôi. Nó khá nhẹ, cái hộp nhôm này khá đẹp mắt. Bây giờ mình gỡ nó ra. Đây nó sẽ có những cái con ốc để nắp các mặt nhôm ở phía mặt này ra. Mình sẽ gỡ thử cái mặt trước. Đây nó có 4 con ốc. Thì cái dòng này các bạn có thể dùng cho xe hơi, xe tải hoặc là điện gia đình, năng lượng mặt trời với ắc quy. Các bạn kích lên, các bạn sạc điện thoại, xem TV hoặc sử dụng quạt. Cái dòng này thì mình đã test thử với cái TV màn hình phẳng 32 inch thì mình thấy nó chạy ok. Và mình cũng đã test với cái dòng quạt công suất 40W. Và đây mình đã gỡ được 4 con ốc ở mặt trước này ra. Mình tháo cái mặt trước ra bạn xem. Thì mặt trước nó chỉ có cái ổ cắm để mà cắm điện 220V với cái công tắc, với cổng sạc USB với cái đèn báo đây. Nó có cái mạch cổng sạc USB với đèn công tắc với đèn báo này. Còn phía trong này nó sẽ là cái mạch chính của nó. Hai bên hông này là cái những cái dàn công suất. Nó bắt trực tiếp vào cái hộp nhôm này để nó tản nhiệt. Đây còn bên thế đây. Và mình thấy cái mạch này nó sử dụng chủ yếu là linh kiện dán. Hầu như là tới 90% là linh kiện dán với IC dán. Có mấy con tụ nhỏ đây. Phía sau các bạn có thể nhìn thấy qua nó là cái fan để tản nhiệt. Khi mà tải công suất lớn này nó sẽ tản nhiệt cho giảm nhiệt của hệ thống con công suất này. Mạch nó cấu tạo rất nhỏ, do đây là dòng kích điện công suất nhỏ và giá rẻ. Những cái dòng chuẩn sinh hoặc là công suất cao thì nó sẽ mạch nó sẽ phức tạp hơn. Bạn nhìn thấy nó sẽ có nhiều tụ và nhiều con công suất hơn để đáp ứng được công suất lớn. Còn đây là công suất nhỏ nên nó linh kiện nó đa số là cái linh kiện nhỏ để tải cái dòng nhỏ, không yêu cầu dòng cao lắm. Đó là bên trong của nó, các bạn quan sát những cái con công suất nó gắn trực tiếp vào cái vỏ nhôm để tản nhiệt. Đây là phía sau, cái fan là lấy nhiệt ra. Đây là jack cung cấp nguồn cho cái inverter này. Đó. Mạch nó cấu tạo rất là ít linh kiện lớn, đa số là linh kiện nhỏ, li ti. Bởi vậy những cái mạch này khi nó hư các bạn rất khó sửa, linh kiện dán chúng ta rất khó sửa chữa. Nó dùng những tụ điện trở lớn thì khi hư cháy điện trở hay cháy con công suất thì các bạn dễ thay thế hơn. Rồi video mình mở hộp và cho bạn xem bên trong của cái inverter này tới đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ kênh mình các bạn nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.